Chị Đại Quận 4 đuổi mẹ khỏi nhà. Chị Đại Quận 4, cái tên quá quen thuộc với cộng đồng mạng suốt thời gian dịch bệnh vừa qua. Hết quậy ngoài đường, chị quậy vô tận chốt văn phòng công an cùng với thái độ ngang ngược khiến nhiều người phẫn nộ. Mới đây, hình ảnh về chị Đại Quận 4 tên NTN 34 tuổi xuất hiện tại công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được lan truyền khiến nhiều người phẫn nộ. Cũng như mọi lần, chị đi cùng con gái và vẫn không mang khẩu trang, chị lại chống tay lên hông và chỉ trỏ nói năng điều gì đó. Tuy nhiên, khác với thái độ nhăn nhó, tức giận của chị Đại, anh công an tỏ ra ngán ngẩm, bất lực quay mặt đi. Còn riêng của con gái nhỏ chỉ biết đứng một bên, lặng lẽ chứng kiến những hành vi lớn tiếng của mẹ mình. Phút ra đường ngày giãn cách hay không đeo khẩu trang, chưa lắng xuống thì mới đây, chị Đại quận 4 lại một lần nữa khiến netizen phải nóng mắt khi lớn tiếng chửi rủa, đuổi người mẹ già ra khỏi nhà. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, chị Đại quận 4 mặc đồ ở nhà, liên tục lớn tiếng nạt nộ người mẹ già đang ngồi ở cửa nhà. Lúc này, người mẹ mới lên tiếng, nó khùng rồi, chán dễ sợ, nó cứ nghe lời con quỷ ở bên bển, vân vân. Ngay lập tức, chị N lớn tiếng chửi bới văn tục, xưng mày tao với chính mẹ mình, rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mày nghe lời người ngoài rồi mày nói, mày làm sao, bước ra khỏi nhà rồi đi đâu thì đi đi. Chị N xua đuổi rồi tính đóng sập cửa nhà lại. Chị N sau đó còn cầm dép, mũ bảo hiểm, đồ đạc ném thẳng vào người mẹ mình rồi đuổi đi. Bất lực trước hành động của con gái, người mẹ già cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng vì thương con nên không thể bỏ mặc. Thấy mọi người tập trung đông theo dõi sự việc, người phụ nữ phân bua và xin mọi người đừng quay clip. Thậm chí, nhiều người còn đề nghị báo công an và khuyên người mẹ nên về quê sống, nhưng có lẽ vì thương con, thương cháu nên người mẹ già vẫn cố nhẫn nhịn. Người mẹ nói, thôi con ơi, con nhà cô nó như vậy rồi, con cô nó ở bên Canada, nó nói cô nghe lời hai con nhỏ đó xong nó quậy cô, bây giờ tình mẹ con chắc giờ cô đi quá, làm như còn mắc nợ nó đấy, tội nghiệp lắm không đi được. Khi đang lớn tiếng với mẹ già, chị Đại không quên chỉ tay quát tháo những người xung quanh khi thấy mọi người đang dùng điện thoại quay clip. Tao nói là chúng mày không được quay cơ mà. Dù không rõ sau đó hai mẹ con giải quyết mâu thuẫn ồn ào ra sao, người mẹ già có nhẫn nhịn quay trở lại nhà với con gái hay không, nhưng có thể thấy đây không phải là lần đầu chị Đại quận 4 có thái độ to tiếng, hỗn láo như vậy. Thiết nghĩ chính quyền nên có biện pháp chế tài phù hợp với chị này, không thể cứ để chị tự do quậy hết lần này đến lần khác như vậy.